Xin chào mọi người, Dancing. Chúc cho mọi người một ngày đầy may mắn và đầy tiền tài và đầy hạnh phúc. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút chuông màu đỏ ở dưới màn hình. Nhấn vào đó nút chuông thì sẽ được nhận được tất cả các video khi mà đăng tải lên. Và hôm nay tôi sẽ xem trong cái tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, vận hạn của tuổi Tân Dậu nữ mạng ra sao trong năm 2021 này, năm Tân Sửu này, thì tốt hay xấu để chúng ta, nếu mà xấu thì chúng ta phòng ngừa trong năm 2021 này. Thì Tân Dậu sinh năm 1981 và cung thì cung Càn, mạng Thạch, Thạch Liệu Mộc, cây Liệu Đế, và xương con gà thì tướng tinh con chó. Đó là về cái cung mạng. Và nếu mình nữ mạng thì tuổi Tân Dậu này thì thờ bà chúa tiên độ mạng. Nữ thì chúng ta thờ bà chúa tiên sẽ độ mạng cho nữ mạng trong cuộc đời của mình. Và tuổi Tân Dậu này sanh thuận vào mùa thu và mùa đông thì nhằm vào ban ngày, thì quý tướng nữ là sẽ được quý tướng và trọn người được sung sướng. Nếu mà sanh vào được ban ngày và mùa thu và mùa đông thì ban ngày sẽ được quý tướng và rất là sung sướng, và sanh vào ban đêm thì không được tốt, nên thường gặp cản trở. Nếu mà sanh vào ban đêm thì sẽ cản trở và bổn thân của mạng của mình không có tốt cho lắm, và số phải làm ăn phương xe mới nên sự nghiệp, chẳng trông nhờ ở bà con họ hàng, chỉ tự lập một mình sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc của mình. Đó là và tuổi Tân Dậu nữ mạng. Và biết vận hạn năm 2021, năm Tân Sửu thì của nữ mạng, để mà biết chúng ta sẽ phòng ngừa phòng tránh. Nếu mà tốt thì chúc mừng cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 này. Thì tuổi Tân Dậu là sao, đúng cái sao Thổ Tinh, là vì sao này rất là hung kiếp, rất là hung. Vì sao này rất hung tinh, cho nên đi đâu cũng không thuận ý và đề phòng kỹ tiểu nhân. Gia đạo không an vui, không an vui trong năm 2021 này. Trong năm 2021 này thì có sẽ có tiểu nhân quái phá trong gia đạo của mình. Nếu có quý nhân, có tín chủ nào mà đã có chồng, có con rồi thì có gia đạo rồi, thì sẽ có tiểu nhân khoái phá trong gia đạo của mình, không yên ổn, làm ăn không được và dẫn đến thất bại trong năm 2021 này. Và ngũ thường hay có chim bao mộng mị hay quậy phá trong cái giấc ngủ, không yên ổn, không yên trí của mình, làm tinh thần mất ổn định. Cho nên khi ngủ thì sẽ có chim mộng mị phái phá trong thân thể của mình, không an vui. Thì năm 2021 này thì rất là kỵ nuôi thú và kỵ tháng 4, nhất là kỵ tháng 4 và tháng 8, hai tháng đó rất là kỵ đến bổn thân bổn mạng của mình, và có lựa có việc la buồn trong bản thân của mình, thì bản thân mình dẫn đến buồn rầu,
chim bông ở Mỹ và việc chỉ tiểu nhân phép phế trong gia đạo mình làm ăn không yên ổn dẫn đến buồn rầu. Cho nên trong cái chúng cái sau này thì của nữ mạng Tân Dậu đó, rất là xấu trong năm 2021 này. Và muốn cho phù hộ để bổ mạng của mình thì chúng ta nên là dùng cái ngọc diệp, viên ngọc diệp để mà hộ thân hộ mạng của mình, hoặc là dùng một bản căn để mà giữ thân giữ gia đạo của mình được an vui và được hạnh phúc và được làm ăn thịnh vượng. Nếu mà quý vị nào biết được thì quý vị nào biết được thì liên hệ số máy 0367543091 để mà tư vấn. Và nói chung thì năm 2021 năm Tân Sửu này quý Tân Dậu thì rất là xấu. À, chúng tôi sao khổ tinh này. Và cái hạn của tuổi Tân Dậu này vào cái hạn quan phù ở đây thì năm nay năm làm ăn có cản trở cái việc làm ăn của mình, quan phù dẫn đến việc làm ăn mình cản trở, làm đâu thì tật đó, làm đâu thì hao tài tốn của đó, và làm đâu thì mất mặt đó, làm đâu thì không ổn định trong công việc của mình. Cho nên tất cả làm công việc của mình sẽ hao tài tốn của, không đặng yên trí trong trí óc của mình, và phòng các việc quan lời nói hay rủi ro, lời nói của mình nói ra thì có rủi ro xích mích với nhau, cho nên cãi kình cãi vã dẫn đến tranh chấp, dẫn đến lộn xộn trong gia đình và sanh việc rời rè. Mọi việc thì đều cãi kinh cãi vẻ thì nên nhẫn nại, nhẫn nhịn để mà thoát khỏi cái tai ách đó. Thì nói chung trong năm 2021 này tuổi Tân Dậu rất là xấu, và công danh, về sự nghiệp và tiền tài đều là thất bại trong năm 2021 này. Và cẩn thận trong bốn thân bốn mạng mình, kẻo đau ốm hoặc là đi đường si cộ, cho nên chúng ta nên cẩn thận trong việc đó. Và quý nhân tiến chủ thì nên để mà giải cái sao hạn và giải cái tai ách tai ương trong năm 2021 này của nữ bạn nữ Tân Dậu này. Thì lúc trước tôi cũng đã nói dùng để mà hộ thân của mình thì dùng cái ngọc diệp, viên ngọc diệp hoặc là cái bản căn để mà giữ thân giữ bốn mạng của mình, để lên trang bàn thờ giữ tất cả trong gia đạo của mình. Nếu mà nữ mạng đã có chồng thì phải dùng cái đó để mà thoát khỏi tai ương tai ách trong năm 2021 này. Và nên cúng sao giải hạn trong đầu năm mới, năm 2021 là tốt nhất để mà thỉnh cái viên ngọc diệp đó hoặc là bản căn đó. Đó là nhất thiết phải cần để mà tránh khỏi tai họa tai ách trong năm 2021 này. Thì tôi để xem cho tuổi Tân Dậu năm sinh năm 1981 vận hạn và cái xâm hạn rất xấu trong năm 2021 này, và nên cẩn thận và phòng tránh phòng ngừa. Và nếu mà liên hệ số máy 0367543091 để mà thỉnh cái ngọc diệp ra hoặc là thỉnh cái bản căn là để em giữ bổn mạng cho mình tốt hơn trong năm 2021 này. Và xin chào tất cả mọi người xem.